Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng và lấy ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đây là lần đầu tiên Bộ Giao thông Vận tải có quy định trách nhiệm cụ thể đối với các doanh nghiệp tham gia bảo trì, chủ đầu tư BOT và doanh nghiệp thu phí đường bộ. Theo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt sửa đổi, các doanh nghiệp bảo trì đường bộ có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu không có biện pháp khắc phục các hư hỏng của công trình đang bảo trì, gây mất an toàn giao thông hoặc không có quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ theo quy định. Riêng tổ chức thu phí đường bộ bị đề nghị mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng nếu để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực thu phí và mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng kèm theo đình chỉ hoạt động thu phí từ 1 đến 3 tháng nếu không chấp hành các biện pháp khắc phục. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải từng cam kết sẽ buộc chủ đầu tư đường BOT dừng thu phí nếu đường bị hằn lún trên 2,5 cm. Tuy nhiên, do đây mới chỉ là cam kết, nên số sự việc xử lý được chỉ là đơn lẻ và phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo ngành vận tải.